Tuyết Nga xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả dành cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành với đài IBC TV. Chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ liên tục ủng hộ bằng cách chỉ cần like và subscribe khi quý vị vào trang YouTube, bấm vào IBC TV Official cũng là một cách để cho quý vị ủng hộ tiếp tục cho những chương trình được cập nhật liên tục của đài IBC TV chúng tôi. Tiếp theo là bản tin liên quan tới 6 cựu nhân viên của nhật báo Apple Daily phải nhận tội liên kết với tổ chức nước ngoài. 6 cựu nhân viên hành chính của Apple Daily, tờ báo ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông bị đóng cửa vào thứ Ba để nhận tội liên lạc kêu gọi tổ chức nước ngoài áp đặt biện pháp trừng phạt hay phong tỏa, áp dụng biện pháp thù địch với chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh trong thời gian tháng 7 2020 tới tháng 6 2021. Đây là vụ án liên quan tới an ninh quốc gia mà Trung Quốc điều tra, đưa ra xét xử 6 nhân viên hành chính. Tôi cùng với trùm truyền thông Jimmy Lai yêu cầu tổ chức và giới chức thẩm quyền nước ngoài can thiệp. Trong số 6 người này có John Kim Hung, giám đốc điều hành tờ báo Next Digital, nhà xuất bản Apple Daily, Chan Puiman, Ryan Law, Lam Man Chung và cựu biên tập viên là Yeon Jin Ki. Những cuộc biểu tình năm 2019 bùng phát dữ dội nhất từ khi Anh trả Hồng Kông cho Trung Quốc năm 1997 và những nhà vận động dân chủ tố cáo Bắc Kinh không hề thực hiện lời cam kết sẽ duy trì quyền tự trị và tự do của Hồng Kông theo công thức một quốc gia, hai chế độ. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh năm 2020 quy định phạt tù chung thân những ai có hành vi mà họ nói là lật đổ, ly khai, khủng bố, thông đồng với nước ngoài. Lai đã chỉ trích Bắc Kinh gay gắt và đã bị kết án vì tham dự phiên họp bất hợp pháp năm 2020. Hỏa hoạn ngay tại nhà máy ở An Dương, Trung Quốc làm 38 người tử vong. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, cháy xảy ra tại một nhà máy miền Trung của Trung Quốc vào ngày đầu tuần, làm hàng chục người tử vong. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tai nạn lao động làm chết người tại Trung Quốc. Hà Nam Nhật Báo đã nói có 2 người mất tích trước đó được tìm thấy sau vụ cháy nhà máy An Dương, Hà Nam, làm số người tử vong lên 38. 2 người khác được điều trị vết bỏng không nguy hiểm tính mạng. Nhân viên cứu hỏa mất gần 7 tiếng đồng hồ để dập tắt ngọn lửa. Cảnh sát bắt giữ một số nghi can liên quan tới vụ cháy nhưng chưa công bố danh tính. Vẫn theo cuộc điều tra ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vì công nhân làm việc nơi đây đã vi phạm những quy trình sử dụng máy hàn điện. Vụ xả súng tại siêu thị Walmart khiến cho nhiều người tử vong. Nghi phạm được cho là quản lý đã xả súng khiến cho nhiều người thiệt mạng tại Walmart ở Virginia, Hoa Kỳ nhưng chưa điều tra được động cơ. Vụ xả súng xảy ra tại Walmart ở thành phố Chesapeake ở Virginia, Hoa Kỳ vào tối 22 tháng 11. Nghi phạm đã thiệt mạng và lực lượng phản ứng đã được huấn luyện kỹ càng sẵn sàng hành động. Theo như tài khoản Twitter của chính quyền thành phố đăng thông báo, các sĩ quan đã phát hiện nhiều người tử vong và bị thương ngay tại đây. Giới chức chưa công bố con số cụ thể, nhưng nói rằng số người tử vong không quá 10 người. Leo Konsikinski, phát ngôn viên sở cảnh sát tại Chesapeake, đã nói không có sĩ quan nào nổ súng trong quá trình tiến vào hiện trường. Một nhân viên Walmart thì nói nghi phạm là một trong những người quản lý làm việc tại đây. Họ nói khi họ vừa ra khỏi phòng nghỉ dành cho nhân viên, người quản lý bước vào và bắt đầu xả súng vào những người bên trong. Sau đó, anh ta tự sát. Trung Quốc hy vọng tiếp tục là thị trường nhập cảng cá tra Việt Nam. Hiệp hội chế biến xuất cảng thủy sản Việt Nam VASEP đã dự báo Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập cảng cá tra lớn nhất của Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, dư luận nói rằng Trung Quốc sẽ không nới lỏng ngay lập tức chính sách Zero Covid. Vì vậy, thương mại của Trung Quốc với các nước khác chắc chắn sẽ không thể phục hồi như trước khi bùng phát đại dịch. Tuy nhiên, quy định xét nghiệm về hàng hóa nhập cảng trong mùa đại dịch đã được nới lỏng từ tháng 7, nghĩa là những nhà xuất cảng không bị đình chỉ hoạt động cả khi xuất hiện dấu vết của COVID-19 ở sản phẩm hay gói hàng. Vì lý do đó mà thủy sản Việt Nam có nhiều cơ hội vào Trung Quốc, đất nước tiếp tục là thị trường lớn của ngành xuất cảng cá tra của Việt Nam cho đến cuối năm và năm sau. Theo Tổng cục Hải quan, giá trị cá tra xuất cảng của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm lên 2.2 tỷ Mỹ Kim, tăng 80% so với cùng giai đoạn năm trước. Riêng thị trường của Trung Quốc chiếm 30% sản lượng cá tra của Việt Nam xuất cảng. Và VASEP cho biết từ năm 2020, Trung Quốc là vị trí thị trường nhập cảng cá tra lớn nhất của Việt Nam, vượt qua cả Hoa Kỳ.
Thống đốc Oregon đã bị nhiễm COVID-19 sau chuyến công du Việt Nam. Thống đốc Kay Brown của Oregon đã cho biết bà và chồng bà Dan có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đi Việt Nam quay về. Kay Brown ngày thứ Bảy cho biết hai vợ chồng đang phục hồi sức khỏe và nhờ vào vaccine và thuốc điều trị. Bà Brown đến Việt Nam dự diễn đàn thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ vừa kết thúc. Bản tin địa phương, cư dân gốc Việt đắc cử hội đồng thành phố San Jose. Cư dân gốc Việt ở quận 7, thành phố San Jose bầu ông Biên Đoàn vào hội đồng thành phố, là người Hoa Kỳ gốc Việt thứ 5 đại diện cộng đồng chiếm hơn 10.6% dân số. Philip Nguyễn, giám đốc điều hành Vietnamese American Roundtable cho biết chiến thắng của ông Đoàn đáng được ăn mừng vì 4 năm qua cộng đồng Việt Nam thiếu vắng tiếng nói. Rosemary Kame, người giành được ghế số 1 trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6, là người Hoa Kỳ gốc Á. Mùa bầu cử năm nay chứng kiến nhiều vụ tranh cãi gây chia rẽ và cộng đồng người Việt bị cuốn vào xung đột vì sự phân biệt chủng tộc. Philip Nguyễn đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng đoàn kết để thoát khỏi bạo lực và ngược đãi làm cho con người bị tổn thương. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của IBC TV do Tuyết Nha phụ trách. Tuyết Nha xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới chương trình promotion dành cho mùa lễ Thanksgiving và mùa lễ cuối năm, xin mời quý khách hàng liên lạc 714-892-5717. Quý vị cũng có thể shop online qua ibchomeshopping.com. Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị vô lượng an lạc và đừng quên ủng hộ IBC TV Official trên trang Facebook và YouTube bằng cách like và subscribe để cho những chương trình của chúng tôi có thể đến gần hơn với quý khán thính giả gần xa. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức tổng hợp lúc 10 giờ tối nay.